Xin chào các thầy cô, video này em sẽ hướng dẫn các thầy cô cách tạo link Google Meet một lần để thầy cô có thể tạo các cuộc họp trực tuyến, học trực tuyến cho học sinh dùng cả năm học, để thầy cô dùng một cái link này gửi cho ban giám hiệu và gửi trong nhóm Zalo của lớp mình để phụ huynh có thể vào và buổi học hôm nay vẫn dùng link đấy. Và các buổi học tiếp theo có thể học buổi sáng, buổi chiều hay là nó diễn ra trong cả năm học thì chúng ta vẫn sử dụng một cái link đấy thôi. Thì cách làm như sau. Đầu tiên, thầy cô sẽ cần có một cái tài khoản Gmail và thầy cô sẽ truy cập vào Google Chrome. Thầy cô sau khi truy cập vào Google Chrome, thầy cô sẽ đăng nhập vào cái tài khoản Gmail của mình. Ở đây em đã đăng nhập rồi. Và sau khi thầy cô đăng nhập xong, thầy cô sẽ tìm đến góc bên tay phải. Nó có cái biểu tượng chín cái dấu chấm này. Thầy cô sẽ chọn vào Meet. Sau đó, thầy cô sẽ chọn vào cuộc họp mới và chọn lịch biểu trong lịch Google. Đây. Lịch biểu trong lịch Google, thầy cô chọn là lịch biểu trong lịch Google. Sau khi chọn xong, thầy cô đặt tên. Ở đây em sẽ đặt tên là đường link học trực tuyến. Đặt tên của một lớp luôn nhé. Lớp 1A1. Đấy. Trường nào đấy em ghi luôn vào đây. Trường tiểu học 1 chẳng hạn. Năm học 2021 2022 đấy, mình cố định luôn như thế này, đặt tên rõ ràng như thế này. Tiếp đến là thời gian. Thì bình thường ở đây nó thời gian đây này. Thế cô nhìn này, hôm nay em đang quay video thì nó chỉ có đến 21 thôi, nó vẫn có ngày hàng ngày ở đây. Thì em sẽ chọn ngày nó dài ra. Đấy, em sẽ chọn cái ngày sau này. Bây giờ là tháng 2, em sẽ chọn đến khoảng tháng tháng 8 đấy. Đấy, thì lúc đấy hết năm học rồi, mấy tháng nữa cơ. Mình chọn luôn là 30 tháng 8 này. Đấy, chọn cái thời gian tiếp theo đây là 30 tháng 8. Thì đến 30 tháng 8 cái link này nó mới hủy. Đấy, tiếp bên dưới này vị trí và thông báo, thì cô có thể sửa cái thông báo này khoảng 15 phút hay 30 phút cũng được. Đấy, để trước khi có cuộc họp thì nó sẽ có thông báo vào điện thoại của thầy cô. Tiếp theo đó, trước khi thầy cô bấm lưu thì thầy cô làm cho em thêm một cái thao tác như thế này. Đó là thầy cô mở Zalo lên. Zalo. Zalo. Mở Zalo. Zalo web nhé. Đấy, Zalo web. Thầy cô nên sử dụng Zalo web để nó đỡ nặng máy. Đấy, Zalo web thì thầy cô cứ mở lên trình duyệt, thầy cô nhấn chat này, chấm zalo.me này. Đấy, nếu mà nó chưa vào được thầy cô lấy điện thoại ra, thầy cô mở mã QR code để thầy cô quét để thầy cô vào. Xong thầy cô chọn đến cái nhóm lớp, và từ đây là nhóm lớp mà thầy cô chủ nhiệm nhé. Đấy, thì thầy cô sẽ quay xem này này. Đấy. Ở đây chính là cái link link cuộc họp đấy. Thì bây giờ thầy cô sẽ nhấn là lưu đấy. Sau khi thầy cô lưu xong, nó sẽ hiện ra là đường link học trực tuyến lớp 1A1 đây. Thầy cô sẽ nhấn chuột phải vào đây, thầy cô nhấn tham gia cuộc họp đấy, thì nó sẽ mở ra cái link cuộc họp này. Nó đang hỏi là có sử dụng Micro không, thì cô bấm đồng ý. Đây chính là link cuộc họp. Bây giờ em làm lại nhé. Đây, sau khi thầy cô bấm lưu, nó sẽ có chữ xanh xanh ở đây. Thầy cô nhấn chuột phải vào đây. Thầy cô nhấn là tham gia cuộc họp. Đấy. Trên này chính là link này. Đấy, thì bây giờ thầy cô sẽ bôi đen cái link này. Chọn vào cái link này. Đấy. Cô sẽ bôi đen vào đây.
Cô sẽ nhấn chuột phải. Thế cô nhấn copy. Đấy, sau thầy cô đưa sang Zalo. Thầy cô nhắn là link link học trực tuyến. Link học tuyến cố định. Đấy, hai chấm sang thầy cô nhấn Ctrl V vào. Đây, sang thầy cô nhấn gửi. Đấy, chính là thầy cô nói ở đây để cho phụ huynh biết thôi. Đấy, đây là thầy cô copy cái này này. Copy này, đấy, sau đó ghi link học trực tuyến cố định, làm thầy cô paste ở đây. Làm thầy cô nhấn gửi. Đấy, thì sau đó thầy cô sẽ nhấn cái mũi tên này này. Thầy cô bấm là ghim tin nhắn. Ghim tin nhắn này lên. Đấy, thì cái tin nhắn này nó sẽ ghim ở đây để cho phụ huynh sẽ bấm vào cái link này để vào cuộc họp. Và trước khi học ấy thì thầy cô là người tạo ra cái link này, thầy cô phải là người vào đầu tiên. Thì trước giờ học bao nhiêu phút đấy thầy cô nhấn là thăm ngay để thầy cô vào. Đấy, để thầy cô vào lớp. Sau đó thì học sinh sẽ ở nhà, học sinh sẽ bấm vào cái link này và học sinh sẽ vào lớp. Đấy, đấy là cách mà thầy cô có thể cố định cái link này và lịch học này này nó sẽ kéo dài cả năm học luôn. Đó, đó là cách cố định link cuộc họp. Thế thì bây giờ giả sử như là em tắt đi nhé, em tắt đi này, em tắt tắt cái này đi, tắt cái này đi. Thì các buổi học tiếp theo thì thầy cô sẽ như thế nào nào? Thì nếu mà thầy cô bấm luôn vào link vào đây cũng được, và không thì là thì và tôi em sẽ tắt hết đi. Thì bây giờ đến giờ học này, thầy cô cố định link như lúc các bước em làm rồi. Đấy, đến giờ học buổi sau thầy cô lâu lâu thầy cô lại quên hả, đúng không? Thầy cô lại mở Google Chrome lên. Đấy, mở Google Chrome lên. Mở Google Chrome lên, vào cái tài khoản của mình, vào cái tài khoản Gmail của mình. Vào cái tài khoản Gmail của mình. Sau đó thầy cô sẽ chọn vào Google Meet. Đấy nhé, đây là em đang thử là các buổi học tiếp theo thầy cô sẽ thao tác như nào nhé. Đấy, thầy cô lại mở lên này. Thầy cô bấm vào dấu ba chấm này. Đấy, đúng không? Dấu ba chấm. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các thầy cô lưu cái link này lại luôn trên trình duyệt để thầy cô dễ so với lần sau. Đây, thầy cô bấm vào dấu ba chấm này. Nhớ là thầy cô vẫn sử dụng cái tài khoản Gmail mà thầy cô đã tạo cuộc họp đấy nhé. Thầy cô sẽ chọn Meet này. Đấy. Đấy, thì sau khi thầy cô chọn vào dấu ba chấm này, thầy cô chọn Google Meet. Google Meet thì ở đây nó sẽ lưu cho thầy cô cái link là đường link học trực tuyến lớp 1A1 tiểu học 1. Đấy, thì cái này chính là cái link của họp của thầy cô. Thầy cô chỉ việc bấm vào đây thôi, bấm vào đây để vào thôi. Đấy, thế là vào 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 học thôi. Đấy, thầy cô chỉ cần bấm tham gia thôi. Mình là người chủ phòng, mình bấm tham gia. Đấy, và có một cách nữa là thầy cô sẽ bấm vào cái dấu ba chấm này này. Thầy cô bấm vào bookmark. Thầy cô chọn show bookmark để gì? Để bây giờ thầy cô bấm vào cái dấu sao ở đây. Thầy cô sẽ lưu bấm vào dấu sao này này, thầy cô bấm đăng. Thì cái đường link này nó được lưu lên trên này. Đấy, thì thầy cô bấm vào đây cũng được. Để cho nó nhanh. Đấy. Đấy thì vẫn là thế. Vẫn là thế thôi. Đấy, đấy là cái cách để thầy cô có thể lưu ở đây. Đấy. Còn trên Zalo lớp thì học sinh sau khi đến trước giờ học thì thầy cô vào Zalo nhắc nhở là các con chuẩn bị vào lớp. Thầy cô bấm vào Meet, bấm vào cái link
mà thầy cô tạo đấy, thầy cô bấm tham gia rồi, thế xong rồi học sinh và phụ huynh ở nhà thì vào cái link mà cố định mà thầy cô đã ghim trong nhóm Zalo này này đấy đấy, có giả sử đây em ở nhóm này thì phụ huynh cứ vào link này thôi, cứ để mãi đấy cũng được, chỉ dùng một lần cho cả năm học đó. Đó chính là cái phần hướng dẫn giáo viên tạo link Google Meet dùng một lần và dùng cho cả năm học. Video em xin kết thúc ở đây. Chúc các thầy cô và các con học sinh học tập tốt, mạnh khỏe.